Đánh giá xe Toyota Vios 2020 thay đổi để giành lại ngôi vương Thưa quý vị, Toyota Vios thần thánh, thùng tuôn di động, mẫu xe quốc dân, không có gì để hỏng là những biệt danh mà người tiêu dùng Việt Nam đã từng gọi mẫu xe của thương hiệu Nhật. Mặc dù mang trong mình nhiều định kiến và ý kiến trái chiều, nhưng Toyota Vios vẫn là gà đẻ trứng vàng của Toyota Việt Nam từ trước đến nay nếu xét về mặt doanh số. Trong hai năm gần nhất 2017-2018, Toyota Vios luôn là mẫu xe dẫn đầu thị trường ô tô trong nước, và vượt qua hàng loạt những đối thủ sừng sỏ. Cụ thể trong năm 2017, Toyota Vios đạt tổng cộng doanh số là 22.260 chiếc đến tay người dùng. Đặc biệt năm 2018 đã chứng kiến sự bùng nổ doanh số của xe với 27.131 chiếc được bán ra. Những con số trên không hề biết nói dối về độ hot của Toyota Vios tại Việt Nam và khiến các đối thủ phải e ngại khi cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc hoặc về doanh số trên toàn thị trường. Tuy nhiên Bước sang năm 2019, Toyota Vios đã nhiều lần không giữ được vị thế number one, đã từng thống trị mà xe đã bị Honda CRV vượt qua ngay trong tháng 1 đầu tiên. Sau đó, thì Toyota Vios còn nhiều lần không giữ được mình trước sự vươn lên mạnh mẽ của Mitsubishi Spander, mẫu MPV giá rẻ đồng hương. Chính vì thế, ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, TMV đã tiến hành nâng cấp, bổ sung trang bị tiện nghi và an toàn cho Toyota Vios để quyết giành lại vị thế số 1 tại Việt Nam. Ngoài việc bổ sung trang bị Toyota Vios 2020, còn tăng thêm hai sự lựa chọn với mức giá rẻ hơn 20 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Vậy thì giá xe Toyota Vios 2020 là bao nhiêu? Toyota Vios 2020 nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam có mức giá không đổi dành cho các bạn tiêu chuẩn, còn hai bản mới bổ sung có mức giá rẻ hơn 20 triệu đồng, cụ thể là như sau. Toyota Vios 2020, bản ECVT 3 túi khí, giá 520 triệu đồng bản mới. Toyota Vios 2020 bản E CVT 7 túi khí giá 540 triệu đồng. Toyota Vios 2020 bản G CVT giá 570 triệu đồng. Toyota Vios 2020 có những màu sơn nào? Toyota Vios facelift hiện hành vẫn mang đến cho khách hàng Việt năm tùy chọn màu sơn bao gồm be 4R0, đen 218, đỏ 3R3, bạc 1D6 và trắng là 040. Về ngoại thất thiết kế tổng thể ngoại thất chiếc xe hơi Toyota Vios mới nâng cấp tại Việt Nam không có sự thay đổi mà vẫn giữ dáng vẻ tương tự như mẫu hình đã trình làng cách đây hơn một năm trước mẫu sedan hạng B của TMV vẫn có kích thước chiều dài rộng cao tương ứng là 4.425, 1.730 và 1.475 mm chiều dài cơ sở 2.550 mm khoảng sáng gầm xe 133 mm đánh giá về đầu xe Toyota Vios 2020 không có sự thay đổi nào về mặt thị giác so với phiên bản cũ. Mẫu xe này vẫn sử dụng lưới tản nhiệt sơn đen mở rộng, càng trước nhựa cứng mạ bạc. Lưới tản nhiệt trên cũng giúp Toyota Vios được đánh giá là chiếc xe bền dáng, trung tính bởi không có sự phá cách về thiết kế. Hệ thống chiếu sáng trên Toyota Vios 2020 vẫn là đèn pha cốt halogen cho tất cả các phiên bản. Bản G có thêm đèn định vị ban ngày, có chức năng bật tắt tự động, trong khi đó, đối với Toyota Vios 2020 bản E không có đèn ban ngày. Ở phiên bản mới, Toyota Vios 2020 bản E được bổ sung đèn sương mù, bản G bổ sung cảm biến trước, giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn. Đánh giá về thân xe Bước sang phần thân Toyota Vios 2020 duy trì bộ mâm kích thước 15 inch kết hợp với lốp 185 trên 60R15 đối với bản E. Vios đã được nâng cấp từ phanh thăng trống lên phanh đĩa phía sau, gương chiếu hậu có chỉnh gập điện kèm đèn xi nhan báo trẻ mới nâng cấp. Tay nắm cửa trên Toyota Vios Facelift được mạ chrome ở tất cả các phiên bản. Riêng bản G có nút bấm mở cửa, trong khi bản E vẫn sử dụng dạng chìa khóa cơ. Về đuôi xe, bộ xe quốc dân của TMV duy trì bộ đèn hậu thiết kế cũ với bóng halogen, đèn phản quang nằm ngang cùng bộ cản sau khá hiền hòa. Toyota Vios 2020 đã được bổ sung camera lùi ở tất cả các phiên bản. Cảm biến lùi xuất hiện trên bản G, bảng E vẫn chưa được trang bị tiện nghi này. Nhìn chung thì Toyota Vios 2020 không thay đổi quá nhiều về ngoại hình, xe chỉ được tập trung vào những chi tiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiện nghi cho người dùng. Tiếp theo là về nội thất, đầu tiên là về ghế ngồi, Ghế ngồi chính là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của Toyota Vios 2020 bản MT và CVT tại Việt Nam. Theo đó, hai phiên bản này của Toyota Vios mới được trang bị ghế ngồi bọc da simili thay thế cho chất liệu nỉ như trước đây. Điều này sẽ giúp chiếc xe chuyên dịch vụ taxi này trở nên sạch sẽ hơn. Ghế ngồi trên Toyota Vios 2020 vẫn là chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế sau có thể gập 60-40, mang đến không gian chứa đồ tốt hơn và có bệ tì tay để cốc. Dĩ nhiên ở phân khúc sedan cỡ nhỏ nên thật khó đòi hỏi Toyota Vios có không gian rộng rãi mà chỉ ở mức tương đối và có thể nói là phù hợp với đại đa số người Việt Nam. Về vô lăng Vô lăng trên bảng E của Toyota Vios 2020 không thay đổi so với đời cũ khi vẫn không được tích hợp bất kỳ nút bấm điều khiển nào màn hình đơn sắc sau vô lăng và chìa khóa cơ truyền thống. Tuy nhiên, bỏ ra thêm 100 triệu đồng, khách hàng sẽ được trải nghiệm vô lăng tích hợp đầy đủ phím điều chỉnh âm thanh, nghe gọi và đặc biệt là chế độ ga hành trình trên Toyota Vios 2020 bản G. Ngoài ra, phía sau tay lái trên Toyota Vios mới là cụm đồng hồ ấn tượng hơn do việc bổ sung màn hình TFT hiển thị thông số vận hành. Về bản tắp lô, đây vẫn là thiết kế nhựa hoàn toàn quen thuộc, kết hợp bà bạc trên các phiên bản của Toyota Vios 2020. Tuy nhiên, điểm đổi bật nhất chính là ngay cả bản E thì hãng xe Nhật cũng trang bị màn hình giải trí 7 inch kết hợp đầu DVD thay vì CD như đời cũ màn hình mới trên Toyota Vios có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto ở các phiên bản. Đây có thể coi là nâng cấp đáng tiền trên Toyota Vios 2020 để mang đến trải nghiệm tốt hơn về mặt giải trí cho người tiêu dùng. Về tiện nghi, tiện nghi đáng chú ý nhất trên Toyota Vios 2020 là màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp từ CD lên DVD ở bảng E và có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đầu ra của hệ thống giải trí trên Toyota Vios facelift là 4 loa ở bảng E và 6 loa trên bảng G. Ngoài ra, Toyota Vios 2020 bản G có thêm ga hành trình, khởi động bằng nút bấm điều khiển, điều hòa tự động, màn hình TFT mới, vô lăng nhiều phím bấm. Đánh giá xe Toyota Vios 2020 về an toàn. Những trang bị an toàn có trên tất cả các phiên bản của Toyota Vios 2020 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh cẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi, dây đai an toàn, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái tự đổ, bàn đạp phanh tự đổ khung xe GOA. Ngoài ra, thì Toyota Vios 2020 bản G sẽ có thêm cảm biến hỗ trợ độ xe trước sau. Khách hàng có tùy chọn 3-7 túi khí tùy từng phiên bản. Về vận hành Đầu tiên là động cơ. Dưới nắp capo, CMV vẫn duy trì động cơ của Toyota Vios 2020, loại 2 NRFE, dung tích là 1 lít rưỡi, 4 xi lanh thẳng hàng, giúp xe đạt công suất tối đa 107 mã lực tại 6 ngăn vòng 1 phút, và mô minh xoắn cực đại là 140 Nm ở vòng tua 4.200 vòng 1 phút. Khách hàng sẽ có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và số tự động CBT kèm hệ dẫn động cầu trước. Toyota Vios 2020 vẫn được biết đến là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu với các mức tiêu thụ cụ thể như sau. Đầu tiên là bản Vios MT Lần lượt, các thông số sau đây là dành cho phiên bản 3 túi khí và 7 túi khí. Ngoài đô thị lần lượt là 4,85 và 5,0. Trong đô thị, 7,74 và 7,2. Kết hợp là 5,92 và 5,8. Tiêu chuẩn khí thải của dòng xe này là Euro 4. Tiếp theo là Vios ECVT. Lần lượt các thông số sau đây là thông số tiêu thụ nhiên liệu lít trên 100 km của phiên bản 3 túi khí và 7 túi khí ngoài đô thị là 4.7 và 4.9 lít, trong đô thị là 7.53 và 7.1 lít trên 100 km, kết hợp là 5.74 và 5.7 lít trên 100 km. Còn với phiên bản và Oscar CVT, ngoài đô thị là 4.9 lít trên 100 km, trong đô thị là 7.1 và kết hợp là 5.7, cả ba dùng xe vừa đề cập thì đều sử dụng à, tiêu chuẩn khí thải là Euro 4. Đánh giá về cảm giác lái, Toyota Vios 2020 không thay đổi về động cơ, cảm giác vô lăng vẫn duy trì từ phiên bản cũ, nhưng những gì đội ngũ Biker TV đã trải nghiệm từ trước thì Toyota Vios 2020 vẫn mang đến cảm giác lái ổn định, vô lăng không quá nhẹ khi vận hành ở điều kiện đô thị đông đúc, dù đã được trợ lực điện nhưng lại mang đến cảm giác đầm hơn thế hệ cũ. Với cung đường cao tốc kiểm chứng khả năng tăng tốc, Toyota Vios 2020 tăng tốc ổn như 107 mã lực bị đánh giá yếu. Tuy nhiên, khách hàng sẽ hơi khó chịu bởi tiếng gầm từ động cơ cùng với khả năng cách âm cần cải thiện trên mẫu xe hàng B này. Một điểm đáng lưu ý nữa là vòng tu của Toyota Vios 2020 lên khá cao khi tăng tốc đột ngột, dù mức tốc độ chưa đến ngưỡng mong muốn, khoảng 80-90 km h thì vòng tu xe đã ở hơn 4.000 vòng. Nhìn chung, Toyota Vios 2020 phù hợp di chuyển đô thị nhiều hơn. Khi lên đường cao tốc thì người dùng cũng không nên thốc ga bởi động cơ trên mẫu xe này không được đánh giá là quá mạnh ở tốc độ cao. Tổng quát tự chung lại, Toyota đã không còn quá cứng nhắc, bảo thủ đối với mẫu xe an ninh làm ra nhất của mình là Toyota Vios 2020 khi đã bổ sung hàng loạt trang bị tiện nghi và an toàn cùng mức giá không thay đổi và thêm lựa chọn phiên bản. Dù mới chỉ ra mắt, nhưng đã có nhiều ý kiến nhận định và đánh giá xe Toyota Vios 2020 trở lại thống trị toàn thị trường về doanh số bán hàng trong năm nay. Toyota Vios 2020 sẽ quyết khô máu với những đối thủ như Hyundai Accent, Honda City và có thể sẽ là Nissan Sunny thế hệ mới. Đặc biệt, TMV hy vọng với những thay đổi trên Toyota Vios 2020 sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Spander, mẫu xe đang làm mưa làm gió tại Việt Nam thời gian qua.